Tiếp theo thì chúng ta sẽ giới thiệu thêm một số các cái thao tác làm việc cơ bản. Trước hết là chúng ta học cách tạo ra các đối tượng cơ bản đã. Một cái bản vẽ nó có phức tạp đến đâu thì cũng thực tế ra là nó cũng đi từ các hình cơ bản, nó cắt ghép mà ra thôi. Thế cho nên là chúng ta sẽ làm việc với lại các cái công cụ vẽ hình cơ bản đã. Thì các công cụ vẽ hình cơ bản thì chúng ta có mấy công cụ như sau. Đầu tiên là công cụ rectangle để cho chúng ta có thể vẽ được các hình chữ nhật. Đó, phím tắt của nó là F6. Thao tác chọn công cụ, sau đó thì chúng ta sẽ đưa vào trong trang giấy làm việc. Nhấp giữ chuột và kéo D nó đi một đoạn. Rộng hay hẹp, cao hay thấp thì là do nhu cầu. Đó, sau đó thì các bạn nhả chuột ra thì chúng ta sẽ có được cái hình như chúng ta mong muốn. Nếu mà muốn áng chừng là nó cao thấp bao nhiêu thì hãy quan sát ở cái trường này, object size đấy nhá. Tôi kéo tới đâu là nó sẽ khai báo là hiện tại nó đang ở kích thước như thế nào. Đó. Đấy. Sau khi áng chừng gần gần được rồi thì chúng ta sẽ bỏ ra. Bỏ chúng ta thì chúng ta sẽ có cái kích thước giống như là cái khung mà chúng ta đang nhìn thấy. Thế thì một hình này thì hình chữ nhật này cũng như tất cả những cái đối tượng khác ở trong Corel như chúng ta đã giới thiệu ở cái đoạn đầu tiên thì nó chỉ có đường viền, chỉ có đường viền màu đen thôi và nó không có bề mặt. Đấy. Muốn tô thì đây, thao tác tô rất là đơn giản. Ở phía bên tay phải là chúng ta có palette màu và muốn tô màu gì thì chúng ta sẽ đưa chuột vào và chúng ta kích vào cái màu mà chúng ta muốn. Thì nó sẽ tô bề mặt vào. Lúc đấy thì nó sẽ có bề mặt và chúng ta không nhìn xuyên qua bề mặt được nữa. Thế bây giờ lại quay trở lại một cái khái niệm mà vừa nãy chúng ta đã nói lúc đầu tiên. Đó là chọn một đối tượng có bề mặt và chọn đối tượng không bề mặt. Thì nó có gì khác nhau hay không? Thì bạn lưu ý thế này. Nhìn lên trên thanh property thì có một cái biểu tượng này. Treat all object as... Đây, biểu tượng này. Biểu tượng này nếu mà nhấn xuống thì bạn có thể chọn một đối tượng chưa có bề mặt giống như một đối tượng có bề mặt. Đây, cứ bấm vào giữa phạm vi của nó là chọn được. Đây, đối tượng có bề mặt này, đối tượng không bề mặt này đều chọn được như nhau. Nhưng nếu mà bây giờ bạn tắt cái chế độ này đi thì bạn bấm vào đối tượng có bề mặt bạn chọn được ngay, nhưng bấm vào đây là bạn không chọn được. Nó là hình gì? Hình vuông có dấu tên nhỉ? Đúng rồi. Không thể có gì. Bạn phải bấm ra ngoài, đừng chọn cái gì cả. Bấm vào một chỗ trống ở trên màn hình rồi kích chuột một cái vào đấy để hủy chọn đi. Đừng chọn đối tượng nào hết thì lúc đấy nó mới nói về cái môi trường làm việc. Còn nếu bạn đang chọn một đối tượng thì nó sẽ nói về đối tượng bạn đang chọn. Đã thấy chưa? Đây, biểu tượng này. Đó. Treat all object as Felix. Đó. Thế thì bây giờ cái này mà không ấn xuống thì cách chọn một đối tượng mà không có bề mặt là bạn phải bấm đúng được vào cái cạnh của nó thì bạn mới chọn được. Thế còn nếu mà bật nó lên thì kể cả không tô bạn bấm vào trong phạm vi của nó là bạn chọn được. Đấy, thì lưu ý cái đấy một tí. Rất nhiều bạn cứ thắc mắc là tại sao lại lúc thì chọn được, lúc không chọn được. Tại vì các bạn lúc bấm, lúc tắt cái kia. À, phải bấm đúng viền nó thì... Đúng rồi, nếu mà không kích hoạt cái này lên thì bạn phải bấm đúng cái đang có. Đúng không? Tại vì cái có bây giờ chỉ là đường viền thôi mà. Bề mặt làm gì có. Bây giờ kia là bề mặt nó kín tất thì bấm cái nào. Đúng rồi, kín tất thì bấm vào đâu cũng được. Nhưng mà ở đây do mình đang bấm vào cái chỗ không có gì cho nên nó không cho chọn. Đấy. Ok, thế thì đấy là cái thao tác hỗ trợ để mà chọn một đối tượng có bề mặt hoặc không có bề mặt nhé. Thế bây giờ nói tiếp này. Thế thì cái hình chữ nhật thì nó rất là đơn giản thôi. Vẽ to vẽ nhỏ là tùy chúng ta, đúng không? Em có cái hoặc là ví dụ mình muốn lấy chính xác kích thước hình chữ nhật thì có được không? Muốn lấy chính xác ngay lập tức từ lúc mới vẽ. Vâng.
không không vẽ được như thế. Tức là bạn chọn xong, sau đó thì bạn mới lên đây. Đây, bạn lên đây. Ví dụ bạn cần một cái kích thước bao nhiêu thì bạn sẽ gõ trực tiếp vào đây. Thế nhưng mà ở đây nhá, nó có mấy cái như thế này. Cái yêu cầu của bạn là cái kích thước chính xác ngay từ đầu đấy là cho cái khuôn khổ của cái tấm alu hoặc là tấm gỗ bạn muốn cắt, hay là cái chi tiết bạn sẽ vẽ về sau. Chi tiết sẽ vẽ về sau thì không có cách nào để bạn có thể chuẩn xác ngay lập tức 100% ngay từ đầu. Áng thôi, sau đó thì mình sẽ nhập tham số vào đây. Nhưng mà lúc nhập tham số ấy thì lưu ý giúp tôi cái này này. Đây, nhìn lên màn hình này. Đây là cái tham số chiều rộng. Đây là tham số chiều cao cho cái đối tượng mà chúng ta vừa vẽ ra. Và hình vừa mới vẽ ra thì nó sẽ để ở tỷ lệ là nó được thông báo đây là tỷ lệ gốc ban đầu là 100%. Đấy. Ở bên phía sau thì nó có một cái biểu tượng cái khóa gọi là cái lock ratio. Nếu như mà chúng ta đang khóa cái khóa này lại thì tôi thay đổi một chiều. Ví dụ tôi thay về đây là 100mm chẳng hạn. Thì một chiều này thay thì chiều kia nó cũng sẽ giữ tỷ lệ, nó cũng co lại theo đấy. Nhưng nếu như bây giờ tôi bỏ cái khóa này đi, mở khóa này ra, tôi cho chiều này thành 200mm thì chỉ chiều này làm thành 200mm, còn chiều kia nó sẽ vẫn giữ nguyên đấy. Thì tùy thuộc vào cái yêu cầu mà chúng ta khóa hoặc là không mở khóa. Ngoài ra nữa thì bạn lưu ý cho tôi là cái tâm nó rất là quan trọng. Ví dụ như là bây giờ bạn muốn mở cái đối tượng này rộng ra, nhưng mà mở rộng ra về chiều bên phải hay chiều bên trái, đúng không? Thì mình sẽ lại có cái cách làm khác nhau nhé. Tâm đang đặt ở giữa, thì nếu như bây giờ tôi cho thằng này lên thành 400 chẳng hạn, thì nó mở đều với hai bên. Nhưng mà nếu mà tôi cho cái thằng này thành 400 nhưng tôi muốn mở rộng về phía bên phải, thì đây này, bạn tính cho tôi như thế này, bấm vào cạnh bên trái để xác định là đây là cái gốc thì thôi nó sẽ không mở ở phía đấy nữa. Đây, bây giờ tôi cho nó thành 400 này, nó sẽ mở ở phía bên phải thôi, đúng không? Nếu mà tăng cả hai chiều thì ví dụ như là tôi muốn là mở về bên phải và mở xuống dưới chẳng hạn, thì mình bấm vào góc, đúng không? Bây giờ mình cho nó thành 400 chẳng hạn, đấy, thì lúc này nó sẽ mở sang phải và mở xuống dưới. Thế tùy vào cái chỗ mà mình xác định tọa độ ấy, cái gốc ấy, thì nó sẽ tính toán cho mình là mở về phía nào hoặc thu về phía nào. Còn chính xác thì chính xác được, nhưng mà nó không chính xác ngay trong cái thao tác đầu tiên, mà vẽ ra một cái tương đối đã, sau đó thì lúc ấy mình mới thiết lập chính xác cái số đo cho cái đối tượng đấy. Ok, vậy là chúng ta đã bắt đầu làm quen với cái công cụ đầu tiên là công cụ vẽ hình chữ nhật. Thế thì công cụ vẽ hình chữ nhật thì vẽ thì rất là đơn giản thế thôi. Tuy nhiên hình chữ nhật thì nó được coi là một cái đối tượng đặc biệt và nó có những cái tham số riêng của nó. Ví dụ như là hình chữ nhật nó có 4 góc, là 4 góc vuông. Nhưng mà 4 góc này có thể điều chỉnh tùy biến được. Ví dụ đây, bạn nhìn lên thanh property, chúng ta có 1, 2, 3 cái biến thể để mà xử lý góc. Đồng thời có 4 cái ô này, 4 cái ô này đại diện cho 4 góc trên trái này, dưới trái này, trên phải này, dưới phải. Sao lại hát hơi thế quá. Thế thì ở giữa một cái góc này chúng ta đang có một cái khóa. Nếu như bạn ra giảm một tham số ở đây thì chỉ cần ra giảm một góc, ba góc còn lại nó sẽ ra giảm theo. Ví dụ nhé,
30 này. Enter. Đây. Bạn sẽ thấy là tôi ra giảm một góc. Vừa nãy tôi gõ vào góc trên bên trái nhưng mà nó vê tròn cả bốn góc giống như nhau. Nếu tôi mở cái khóa này ra thì tôi có thể làm một góc riêng. Đây, ví dụ góc này tôi cho là 100 đi. Đó. Trong khi các góc còn lại đều là 30. Tức là mình có thể điều khiển riêng từng góc một với các tham số khác nhau. Giảm với 0 này thì tất cả cùng với 0 là vuông góc. Nó tùy thuộc vào cái vấn đề là mình đóng hay mở cái khóa này. Thế mà nó có một đặc điểm nữa như thế này là chúng ta có 3 biến thể. Đây, V tròn cong ra ngoài, V tròn cắt lõm vào trong và phạt chéo. Đấy, thì chúng ta có 3 cái biến thể như thế này. Thế và kể cả trong trường hợp là các bạn có thể điều khiển các tham số này khác nhau, nhưng mà cái biến thể như thế này thì bao giờ nó cũng đồng dạng. Nó chỉ khác nhau về con số thôi. Ví dụ như là tôi có thể cho một thằng là 0, một thằng là 25, một thằng là 50, một thằng là 100. Đấy. Alo. Đấy thì tham số thì có thể khác nhau, nhưng mà cái định dạng thì nó luôn luôn là phải tuân thủ cùng nhau. Không phải bao nhiêu độ là đề thế đất. Không, không, tức là cái tham số thì khác nhau nhưng mà cái kiểu thì nó sẽ phải đồng bộ. Đấy, chứ nó không thể nào mà một hình mà chỗ này thì cong lồi, chỗ này cong lõm, chỗ kia vát, chỗ kia thì không xử lý gì cả thì nó sẽ không làm được như thế. Nó cong một cách đồng bộ theo cùng một cái style trong cùng một thời điểm. Thì đấy là những cái đặc điểm của hình chữ nhật. Thế và một cái điểm nữa chúng ta cần lưu ý là hình chữ nhật thì có một trạng thái đặc biệt là hình vuông. Đó. Có nghĩa là bốn cạnh đều bằng nhau. Thì lúc mà muốn vẽ cái hình chữ nhật đặc biệt này thì chúng ta nhấn giữ phím Ctrl thì nó sẽ từ hình chữ nhật nó thành hình vuông. Trong lúc vẽ nhớ là phải nhả phím Ctrl sau nhả chuột. Nếu mà nhả trước thì nó lại thành ra hình chữ nhật đấy. Nhả sau. Nhả phím Ctrl sau khi mà chúng ta nhả phím chuột. Nhả Ctrl trước là nó lại quay trở lại thành hình chữ nhật. Đây này, nhìn đây này. Bây giờ tôi đang bấm chuột nhé, đúng không? Thì nó đang là hình chữ nhật đúng không? Tôi nhấn Ctrl này, nó là hình vuông này. Đó. Nếu mà tôi nhả phím Ctrl ra trước khi nhả chuột thì nó lại quay ngay trở về hình chữ nhật. Đấy, cho nên phải nhả chuột trước. Chuột trước xong nhả chuột sau. Đúng rồi. Thế như vậy là chúng ta đã làm quen với lại cái hình chữ nhật này. Tuy nhiên, chúng ta lại có một cái trạng thái rất là đặc biệt như thế này. Một công cụ thứ hai. Nó gọi là công cụ 3-point rectangle. Công cụ này là công cụ được bổ sung về sau. Đấy, công cụ gốc nó là công cụ rectangle F6F thôi. Còn công cụ 3-point rectangle này thì nó được bổ sung về sau. Bây giờ tôi không nhớ chính xác là cái thằng này nó xuất hiện từ phiên bản nào nữa. Lan lăn nó ra cái sổ lớn cửa sổ. Đấy. Nhấp chuột giữ độ khoảng trên 1 giây. Thì là nó sẽ xuất hiện cái này. Rồi ok, bây giờ tôi sẽ nhấp chọn cái thằng này. Và sau đó thì chúng ta sẽ vẽ bằng công cụ mới. Cái công cụ này thì cái thao tác của nó vẽ được một hình chữ nhật sau khi xác định được 3 giá trị. Một giá trị là gì đấy ạ? Độ dài của một cạnh. Cạnh đấy có thể là chiều rộng hoặc chiều cao thì tùy. Đó, đây ví dụ kéo một đường này. Sau khi mà tôi hài lòng với cái độ dài này rồi thì tôi nhả chuột ra. Thì coi như nó xác định xong được 2 điểm và nó xác định xong được một chiều của hình chữ nhật.
Sau đó thì bắt đầu di chuột thôi, không cần phải nhấp phím gì cả, thì nó sẽ kéo tiếp để xác định cái gì đấy ạ, cái chiều thứ hai, đúng không? Hài lòng rồi, kích chuột một cái, báo với nó là đến đây thì dừng, thì nó sẽ vẽ ra hình chữ nhật. Thế còn cách vẽ này tại sao nó lại đặc biệt? Vì nó cho phép chúng ta vẽ ra những cái hình chữ nhật mà có cái góc chéo. Tại vì ngay từ đầu tiên thì những cái hình kia là nó sẽ theo cái chiều là gì đấy, vuông thành sắc cạnh, đúng không? 90 độ hoặc là thông độ gì đấy là nó sẽ vuông hoặc ngang. Thế nhưng bây giờ tôi có thể kéo theo một đường chéo thế này, ngay từ đầu nhả chuột ra là tôi xác nhận được một chiều, và tôi kéo tiếp để tôi xác nhận chiều thứ hai, thì thao tác này thì tôi có thể vẽ được một hình chữ nhật chéo khắp luôn. Cái thao tác này cho đến giờ nó vẫn là một cái thao tác mà gần như là mang tính độc quyền của thằng Corel, tức là vẽ chéo được một hình ngay. Còn thông thường các cái công cụ vẽ khác, các chương trình vẽ khác thì bao giờ nó yêu cầu là vẽ một cái hình vuông góc đã, rồi lúc đấy muốn xoay chiếc gì thì sẽ tính sau. Thế còn thằng này thì nó cho phép mình là chơi luôn, là chéo luôn đấy. Tất nhiên là cái góc độ như thế này nếu mà vẽ ngay từ đầu thì nó sẽ hơi khó, nhưng thường thường là nó để làm gì, nó để ví dụ như là một hình chúng ta vẽ trước rồi nhá. Tôi lấy ví dụ như sau, mình đã vẽ trước một cái hình như thế này rồi đó, sau đấy thì tôi vẽ và tôi quay cái thằng này đi, ví dụ như là một góc 15 độ chẳng hạn, giữ control tôi xoay đi một góc 15 độ chẳng hạn, ok xong rồi đó. Bây giờ tôi lại muốn vẽ tiếp một hình nữa, thì thay vì việc là cũng vẽ một thằng vuông góc rồi xoay 15 độ thì tôi xài luôn cái công cụ này, đúng không? Tôi xài luôn công cụ này thì tôi sẽ xài theo cái cách là gì đấy ạ? Vẽ song song theo chiều của thằng này, đúng không? Sau đó thì tôi kéo ra là nó sẽ song song theo. Đấy, đại loại nó sẽ là như thế. Đây, bây giờ mình kéo này. Đấy, làm sao cho song song với lại cái thằng này, thì kéo ra một cái là nó sẽ ăn theo cái chiều nghiêng này luôn, đỡ mất công xoay. Cứ canh song song bằng cạnh kia. Đúng rồi. Đấy. Nó sẽ tiết kiệm thời gian hơn. Mình tự xoay. Đúng rồi. Xoay đứng. Thì đấy chính là cái cải tiến, công cụ cải tiến của thằng Corel cho cái hình chữ nhật. Cái hình chữ nhật chỉ đơn giản thế thôi. Nó có hình chữ nhật vẽ thông thường, hình chữ nhật vẽ với có thể là xác định 3 điểm. Một điểm thứ nhất, một điểm thứ hai là xác định được một cạnh, đúng không? Và một điểm thứ ba là xác định chiều cao của cái cạnh đó lại. Đấy, thì nó sẽ tạo ra hình chữ nhật. Và các đặc điểm thì cái đối tượng mà vẽ ra bằng cái hình chữ nhật thông thường hay là hình chữ nhật xác định 3 điểm thì đều có thể là gì đây? Có cái thuộc tính như thế này. Đấy, giống nhau, khác nhau về cách vẽ thôi. Còn thuộc tính cho hình chữ nhật thì nó vẫn có đủ. Đấy, kể cả muốn vẽ hình vuông thì cứ xác định một chiều đi, đúng không? Sau đó thì kéo ra một cái mà trong lúc kéo mà chúng ta nhấp giữ phím control thì nó cũng sẽ trở thành hình vuông. Đấy, cực kỳ giống nhau trong thao tác. Như vậy là chúng ta đã làm quen được với công cụ vẽ đầu tiên, đó là vẽ hình chữ nhật. Bây giờ chúng ta sẽ giới thiệu tiếp sang cái thứ hai, đó là công cụ vẽ ellipse. Ellipse thì phím tắt của nó là F7, và nó cũng gồm có hai công cụ giống như là hình chữ nhật kia, là vẽ theo cách thông thường và vẽ theo kiểu xác định 3 điểm. Đây, nhấp chuột, vẽ rộng, hẹp, cao, thấp, to, nhỏ tùy tay, đúng không? Thế mà nếu mà đặc biệt muốn cho nó là một trạng thái đặc biệt của ellipse là hình tròn thì cũng giữ control. Ok, vậy là chúng ta có được cái hình ellipse. Hình ellipse thì thuộc tính của nó gồm có mấy cái như thế này. Các bạn nhìn lên trên thanh property, nó có 3 biến thể cho hình ellipse. Một biến thể thứ nhất là ellipse, là hình ellipse nguyên. Đó, cái này là mặc định rồi. Thế còn trường hợp thứ hai, biến thể thứ hai là bấm vào đây thì nó thành pie. Nó giống như là một cái bánh pizza bị cắt đi một miếng, đúng không? Thế và trường hợp thứ ba là arc,
thì nó không tạo ra một cái bề mặt khép kín nữa mà nó chỉ có một cái dây tròn như thế này thôi. Đấy, đây là có diện tích này, có bề mặt này, đây là chỉ có cái cung cung tròn phía ngoài thế này đấy, và rất dễ dàng cho phép chúng ta chuyển đổi giữa ba cái biến thể này. Thế trong trường hợp mà chúng ta chuyển sang Py hoặc là chuyển sang Arc này thì nó sẽ có hai cái trường này để cho chúng ta điều khiển. Đấy là điểm bắt đầu và điểm cuối. Thì 360 độ là sẽ tạo thành một cái vòng tròn khép kín, đúng không? Thì đây là hở, do đó thì chúng ta sẽ thấy là cái tọa độ đầu tiên là 0, tọa độ thứ hai là 270. Đấy, nếu mà tôi gõ vào đây một tham số khác, ví dụ 180 chẳng hạn, thì nó sẽ cho mình là nửa vòng này thôi, đúng không? Nếu mà tôi cho 90 thì sẽ có thế ạ, 1/4, đúng không? Và ở đây tôi sẽ có một cái nút lệnh gọi là change direction để cho lấy cái phần ngược lại. Đây, đây là 1/4 đúng không? Thì tôi có thể lấy được 3/4 bằng cách bấm vào đây. Cái Py này hay là cái Arc đều thế cả. Và đều có thể là điều khiển được cả trường trên lẫn trường dưới. Cái thằng Start hoặc thằng End đều có thể dịch chuyển được bằng cách là gia giảm các tham số vào đây. Đấy, hình elip thì nó chỉ có mấy thứ như thế thôi. Thế còn cái cách vẽ elip bằng 3 điểm thì nó cũng tựa tựa như thằng kia, có nghĩa là kéo một đường này, khi nào mà tôi nhả chuột ra thì coi như tôi xác nhận xong được một đường kính. Đó, đây là một đường kính, lúc đấy lại di chuột thì tiếp tục tính tiếp cái đường kính thứ hai. Đúng rồi, control thì nó sẽ thành tròn, còn nếu kéo bình thường thì nó sẽ là elip. Và lúc này mình đang tính toán cái đường kính thứ hai của hình elip. Đấy, thao tác đối với hình elip thì nó chỉ có mấy thứ như thế thôi, rất là đơn giản. Bây giờ chúng ta giới thiệu tiếp xuống nhóm công cụ hình cơ bản tiếp theo, đó là polygon. Nó nằm bên dưới cái elip này nhé. Polygon, hình đa giác, phím tắt của nó là y dài. Nhấp chọn công cụ và đưa vào trong trang làm việc. Bây giờ chúng ta cần một cái đa giác có hình bao nhiêu cạnh hoặc bao nhiêu đỉnh thì mình sẽ nhập con số vào đây. Nhập cũng được hoặc vẽ luôn rồi điều chỉnh sau cũng được nhá. Con số hiện tại đang là bao nhiêu thì mình sẽ vẽ ra một cái hình đa giác có cái số cạnh hoặc số đỉnh giống hệt như thế. Nhưng mà không có nghĩa rằng vẽ xong là nó chết như thế, mà hoàn toàn có thể điều chỉnh được. Đấy, ví dụ vẽ ra như này là tôi có một hình gì đấy, lục lăng đúng không? Nhưng mà lúc này thì nó có thể dài ngắn rộng hẹp khác nhau. Còn nếu mà muốn cho nó cân, muốn cho đều thì các bạn giữ phím control trong lúc vẽ thì nó sẽ cân, nó sẽ đều. Đó. Thế và số cạnh thì tương ứng với tham số đây, nhưng mà bây giờ tôi muốn thay đổi tôi có thể tăng hoặc giảm. Đây ví dụ bấm mũi tên xuống thì có một mũi giác, đó, tứ giác, tam giác. Tam giác là ít nhất rồi. Thế còn n giác thì cứ tăng lên thôi. Nó sẽ tăng lên đến một mức độ nào đó chúng ta sẽ thấy nó rất giống hình tròn. Đấy, con số ít nhất mà được nó chấp nhận thì là tam giác và đa giác có số cạnh ít nhất. Đấy, về cái hình đa giác thì nó chỉ đơn giản vậy thôi. Tiếp nữa nhé. Sau hình đa giác thì chúng ta có một cái hình bên dưới, nó gọi là hình star, ngôi sao. Đó. Với ngôi sao thì chúng ta sẽ thao tác như thế này. Bấm chọn vào công cụ ngôi sao và bắt đầu nhấp vẽ. Thế nhưng mà sao thì cũng giống như là đa giác, có nghĩa là chúng ta cũng sẽ phải thiết lập là sao bao nhiêu cánh. Đó. Mặc định thường thường thì chúng ta sẽ có sao 5 cánh. Đó. Nhấp vẽ này thì sao có thể là dài, ngắn, rộng, hẹp cũng tương tự như là đa giác thôi. Nếu giữ control thì nó sẽ cân thành ngôi sao như thế này. Tăng giảm số cánh này thì cũng ở cái trường này, point or side. Đây, tôi tăng hay giảm.
ba cánh này, đúng không? Nó giống như là cái phần giữa của cái logo xe Mercedes, đúng không? Bốn cánh này, sao bốn cánh này, năm cánh, sáu, bảy, tám, chín này, tăng lên thì chúng ta sẽ có sao nhiều cánh. Thế nhưng mà ở đây thì nó khác với đa giác. Đa giác là chúng ta sẽ chỉ có một cái trường là point or side, là để tính toán cái số lượng cạnh hoặc là đỉnh của hình đa giác thôi. Nhưng thằng sau này thì nó có thêm một cái trường nữa gọi là trường sharpness. Trường sharpness này nó sẽ thiết lập cái độ thấp cánh. Cái độ thấp của cánh này. Đây, bây giờ tăng lên này. Tham số sharpness càng cao thì cái thấp này càng cao, và nó sẽ tạo thành cái hình sao gầy. Còn nếu mà tham số này mà giảm đi thì chúng ta sẽ có sao béo. Đấy, thì nó hơi khác biệt nhau một tí ở so với hình đa giác, là nó phải có cái một cái trường để tính toán cái độ thấp của cái ngôi sao. Đấy, tham số điều khiển của cái hình ngôi sao này thì nó đơn giản thế thôi. Đấy, còn sau nữa chúng ta có một cái công cụ nữa, nó gọi là công cụ Complex Star. Công cụ này thì nó hơi phức tạp hơn một tí. Cũng tên là Star, nhưng mà chúng ta sẽ thấy là nó có điều khác biệt một chút như thế này. Khi mà tôi tô màu thì nó sẽ thấy rất là rõ là nó có đoạn thủng. Nó có đoạn kín và nó có đoạn thủng. Kín thì tô màu được, thủng thì không thấy màu. Đó. Và điểm khác biệt nữa đây, chúng ta xem thử. Ngôi sao thì mặc định là nó có thể là nhỏ nhất là 3. Đấy. Đó. Nhưng mà Complex Star thì nhỏ nhất là 5, không thể nhỏ hơn. Đấy. Thứ nhất là nó không thể nhỏ hơn. Thứ hai là đây, sao thì kín, Complex Star thì lúc nào nó cũng sẽ có một phần là nó hở, thủng. Ok, thế bây giờ chúng ta xem thử xem nhé. Hai thằng này đều có point or side. Đây, thằng này cũng có cái trường point or side. Thằng này cũng có trường gì đấy, sharpness. Còn thằng này nó gọi là, cũng gọi là sharpness. Đấy, nhưng bây giờ chúng ta mới xem là nó khác nhau thế nào nhé. Ở cái sao 5, Complex Star 5 cánh thì cái sharpness này mặc định là 1 và chúng ta không chỉnh được. Đó. Bây giờ tăng lên thành 6 này, vẫn là 1, cũng không chỉnh được. Tôi tăng lên là 7 thì lúc này bắt đầu kích hoạt, có nghĩa là có thể điều chỉnh một tham số khác 1. Và lúc này nếu như mà tôi làm thử khác 1 thì như thế nào? Đây, kéo thằng này sang bên, chuột phải, đúng không? Để nhân bản. Và lúc này tôi tăng cái thằng này lên thành 2. Ok. Vậy thì lúc này chúng ta thấy cái gì? Số cánh thì vẫn giống như nhau, đúng không? Đều là sao 7 cánh cả. Nhưng mà khi sharpness này tăng lên thành 2 thì cái độ đan cánh nó khác và nó tạo ra những cái khoảng trống và khoảng kín khác nhau. Cùng là 7 cánh nhưng mà thằng này thì mập và rỗng ở giữa rất là lớn, nhưng thằng này nó đan vào nhau thành một tầng phức tạp hơn và nó sẽ lại tạo ra cái phần kín ở giữa và các cái phần hở thì nó chạy men theo các cánh như thế này. Thế bây giờ nếu như mà chúng ta tăng tiếp thì sao? Tăng lên 8 này, có tăng lên được không? Chưa được. 9 này thì bắt đầu được. Thì bây giờ chúng ta lại xem thử xem. Đây, thằng này là để 2 này, thằng này để 3 này. Đây, chúng ta sẽ xem. Cùng số lượng cánh như nhau, nhưng đối với Complex Star thì cái sharpness này nó sẽ quyết định cái độ phức tạp của cái hình. Đấy. Cái số lượng một ô hở nhé, đúng không? Ở giữa. Ở đây là một ô hở. À, nhiều ô hở bắt đầu chạy men theo các cánh. Ở đây thì lại nhiều ô hở chạy men theo các cánh và vẫn có cả ô hở nằm ở giữa tâm. Thế thì bây giờ nó sẽ phụ thuộc vào cái mức độ gì đấy, phức tạp của cái hình. Thì tức là số cánh này,
số cánh tăng lên đến bao nhiêu đấy thì nó lại cho phép chúng ta làm sao đây, tăng thêm một tầng, một tầng gọi là thu nhỏ nó lại, đúng rồi, cho nó béo như vậy thì nó càng phức tạp thêm. Và cái tính phức tạp đan xen ở trong cái hình này thì nó lại phức tạp thêm. Đấy, thì complex star thì nó sẽ có cái yếu tố phức tạp hơn với star, chính là chỗ đấy. Mức độ đan xen tạo thành cái chỗ trống và chỗ có là nó phức tạp theo cái Shamis đó. Tham số càng cao thì đan càng phức tạp. Thế thì như vậy là chúng ta đã làm quen được khoảng mấy cái công cụ cơ bản, bao gồm là chữ nhật này, ellipse này, sao này, đa giác này và complex star. Đấy. Và trong hai cái công cụ này thì có thêm cái biến thể gọi là có cho phép là vẽ theo ba điểm và có thể vẽ theo chiều chéo. Bây giờ tôi sẽ giới thiệu thêm một chút về các cái phép tô. Đây, bây giờ bạn quan sát nha. Phép tô màu thì vừa nãy chúng ta giới thiệu một cách rất là đơn giản rồi. Đó là gì? Phải chọn một đối tượng, đúng không? Sau đó thì tôi muốn tô màu gì thì tôi bấm vào cái màu đó ở trong cái palette màu ở phía bên tay phải thì màu sẽ được tô vào đây. Tuy nhiên số lượng màu chúng ta nhìn thấy ở đây thì không nhiều lắm. Đó. Bây giờ muốn nhìn thấy được nhiều màu hơn thì chúng ta có thể làm hai cách như thế này. Một là tôi bấm mũi tên để tôi trượt lên phía trên để tôi xem những cái màu đang được giấu ở phía dưới. Hai là tôi bấm vào mũi tên sổ ngang. Khi tôi bấm vào mũi tên sổ ngang thì nó sẽ mở rộng ra thành 3 cột, 4 cột như thế này và cho chúng ta xem được tất cả các số lượng màu mà cái bảng màu này nó cung cấp. Và muốn tô màu gì thì tôi lại bấm vào cái màu đó. Sau khi bấm xong thì nó tô màu. Và nếu mà tôi không tô nữa, tôi chỉ cần bấm vào một cái điểm nào đó, điểm trống, thì lúc này nó lại thu hẹp cái bảng màu lại thành một dải như thế này thôi. Muốn hủy tô màu thì làm thế nào? Hủy tô màu thì tôi lại phải dịch cho tới khi nào mà tôi nhìn thấy ở đỉnh của nó có một ô gì đây, có hai gạch chéo ở đây hay là dấu x ở đây, bấm vào đây thì chúng ta sẽ hủy tô màu. Đấy, muốn tô màu thì bấm vào màu mình cần, mà muốn hủy thì phải bấm vào cái ô gạch x này ở đây. Còn em lại lên này. Đây. Nó đi cùng nó lên vào. Hủy bỏ cái đấy đi, tại vì làm sao bạn đang không chọn cái gì. Thao tác rất quan trọng là gì? Mình phải chọn một đối tượng nào đó rồi mình mới thao tác được. Cái công cụ chọn nó sinh ra là vì thế. Đúng không? Tại vì trong một bản vẽ chúng ta có thể có rất nhiều đối tượng. Và để mà tô, để mà thực hiện bất cứ một thao tác nào đó thì buộc lòng là mình phải chọn cho đã. Và đừng có nghĩ rằng là nhiều thì mới phải như thế. Một cũng phải chọn. Ví dụ như bạn nghĩ rằng à, bây giờ là có ba, đang có ba đối tượng. Nếu mà không chọn thì sẽ không biết là mình muốn thao tác với đối tượng nào. Nhưng mà kể cả trong cái bản vẽ đấy chỉ có một đối tượng duy nhất thì cũng không có nghĩa là ra lệnh thì nó sẽ hiểu là làm với đối tượng duy nhất đấy. Là bắt buộc lúc nào cũng phải chọn. Đúng rồi, phải chọn mới làm. Còn nếu mà bạn không chọn mà bạn làm thì nó hiểu rằng là chúng ta đang thiết lập lại cái môi trường làm việc. À, môi trường làm việc là như thế nào? Môi trường làm việc ví dụ như là mặc định là gì? Một đối tượng vẽ ra chỉ có đường viền màu đen mà không có bề mặt, đúng không? Đây tôi vẽ ra bất cứ hình nào to nhỏ cái gì nó cũng theo quy tắc như thế. Nhưng bây giờ ví dụ như là tôi bấm vào màu đỏ này chẳng hạn, tôi không chọn cái gì nhá, nó sẽ đưa ra một cái bảng giống như bạn đang hỏi tôi đấy. Trên document default thay đổi các cái mặc định của chương trình, đúng không? Và trong đó nó đánh dấu là graphic. Nếu như bạn không để ý mà bạn cứ ok bừa đi thì sẽ dẫn tới chuyện gì? Sau đấy bất cứ cái hình nào bạn vẽ nó cũng được tô sẵn cái màu đấy. Đó. Thế thì bây giờ muốn khắc phục thì lại khắc phục như thế nào? Thì bây giờ lại phải thoát ra. Không chọn bất cứ đối tượng nào cả. Và tôi lại bấm vào cái ô không tô màu. Nó lại hiện ra cái này và nó xác nhận lại với mình là tất cả các đối tượng đều không được tô màu sẵn. Ok, thì lúc này mình vẽ ra thì nó mới làm sao đấy ạ? Nó mới quay trở về các mặc định là không tô sẵn màu.
Ok, thế thì bây giờ đấy là tô màu và không tô màu nhá. Thế nhưng mà tô màu như thế này thì bạn sẽ thấy rằng là cái số lượng màu, kể cả bây giờ tôi sổ ra thì có vẻ trông nhiều nhiều đấy, nhưng nhiều là so với lúc đầu tiên thôi, đúng không? Thế còn nếu mà muốn nhiều hơn nữa thì từng này chưa là cái gì cả. Bây giờ tôi nói đơn giản là tôi muốn có một biến thể của cái màu này. Đây là màu đỏ. Bây giờ tôi muốn đỏ sậm hơn một tí hay sáng hơn một tí thì làm thế nào? Thì đây, tôi chọn đối tượng muốn tô. Sau đó thì tôi sẽ gọi cái bảng màu con ra. Gọi bảng màu con như thế nào? Mỗi một cái màu này thì nó sẽ có một thứ gọi là bảng màu con. Và để gọi được nó thì chúng ta chỉ việc là đưa trỏ chuột vào đây, nhấp giữ độ khoảng trên 1 giây, đừng nhả chuột ra, thì nó sẽ hiện ra một cái bảng gọi là bảng màu con. Bảng này bao gồm là 7749 ô. Trong đó cái ô nằm giữa chính là cái màu chính mà chúng ta đang trỏ vào đấy. Thế còn các màu xung quanh nó là biến thể từ cái màu chính cho ra. Nó có thể sáng hơn một tí, tối hơn một tí, ngả vàng một tí, ngả đen một tí. Và trong các biến thể này bạn muốn có cái màu như thế nào thì bạn bấm vào cái màu bạn cần. Nó sẽ tô cái màu đó vào trong cái đối tượng cho bạn. Nó cũng vẫn là từ màu đỏ ra đấy, nhưng mà nó là hơi biến một tí, sáng hơn một tí, tối hơn một tí, ngả màu gì một tí. Thế thì như thế thì từ các cái màu đang có ở trong cái bảng này thì nhân lên thành 7749, có nghĩa là cái số lượng màu nó tăng lên rất là nhiều. Đó. Nhưng mà từ đấy thì đã đủ để đáp ứng yêu cầu chưa? Thì vẫn chưa. Chúng ta còn có thêm một cách nữa, đó là chúng ta pha màu trực tiếp cho đối tượng. Tôi lấy ví dụ như là bây giờ tôi muốn có một cái màu cam. Ví dụ thế, màu cam là từ màu đỏ mà pha với màu vàng. Thì tôi thay vì là lấy luôn cái màu cam mẫu này, tôi muốn là màu cam nhưng mà nó lại ngả đỏ nhiều hơn chứ không phải là ví dụ thế, thì tôi sẽ làm như sau. Giữ phím Ctrl, tất nhiên là phải chọn đối tượng đó nhé. Giữ phím Ctrl, sau đó thì tôi kích chuột vào cái màu vàng để tôi thêm màu vàng vào. Ví dụ như thế. Thế thì mỗi một lần kích chuột như thế này thì nó sẽ giúp cho chúng ta là gì đấy ạ? Tăng thêm, mà tức là đưa thêm màu vàng vào đây. Đấy. Và đây nhá, mình nhìn kỹ nhá. Ví dụ đây này. Ở đây là màu đỏ này, đây lấy màu đỏ magenta này đi. Đấy nha, màu đỏ này là màu magenta. Màu này là chỉ có màu đỏ không thôi, đỏ magenta 100%. Đây là để ý cái thanh property. Chỗ này là cái chỗ mà nó đang khai báo về cái tham số màu đây này. Bốn màu pha với nhau thì bây giờ chỉ có duy nhất một màu là màu magenta là 100%. Thế bây giờ tôi giữ Ctrl này, tôi kích vào cái màu vàng này. Thì bây giờ tôi sẽ có là gì đây ạ? Thằng này còn 90 và thằng vàng là tăng thêm 10%. Tức là khi mà tôi pha trộn trực tiếp thì tỷ lệ nó sẽ như thế nào? Tỷ lệ là cái màu vốn có là nó sẽ bị giảm đi 10% và nó tăng thêm 10% của cái màu mà tôi vừa mới kích vào đấy. Thì bằng cách như thế này thì chúng ta có thể pha ra bất cứ một cái màu nào bằng cách là pha trực tiếp cho đối tượng. Đó. Đây, giữ Ctrl, tôi đã kích thêm vào một cái màu nào khác nữa, ví dụ xanh cyan này, lại 10% này. Thì lúc này tôi sẽ có cái sự ra giảm, đại loại nó là như thế. Thế thì thao tác này là thao tác pha màu trực tiếp. Còn tất nhiên về sau này nó sẽ còn nhiều cái cách pha nữa, nhiều cách ra giảm nữa, nhưng mà đây là thao tác trực tiếp. Thế và chúng ta sẽ có thêm mấy cái lưu ý như sau. Ví dụ như là mình muốn nhại một màu từ chỗ nọ sang chỗ kia, chúng ta có mấy cách như thế này. Đây, đối tượng này pha màu rồi. Màu này thì vốn không có ở trong gì đấy, vốn không có ở trong cái bảng màu này. Đây là do tôi tự pha, cho nên nó không có trong bảng màu này. Vậy thì bây giờ tôi muốn lấy cái màu này từ cái đối tượng gốc ở bên trái này sang bên phải, thì tôi sẽ làm theo mấy cách như sau. Bằng lệnh nhé. Thì vào Edit, vào lệnh Copy Property From,
Copy. Thứ tư từ dưới lên. Nó mời thì đã chọn đối tượng nào chưa? Chưa chọn một đối tượng nào cả thì làm sao mà làm được? Trước khi thực hiện bất cứ một lệnh nào thì ít nhất phải có một đối tượng được chọn đã. Vâng, rồi. Copy property from, đúng không? Sau khi tôi nhấn lệnh này thì nó hiện ra một bảng để cho phép lựa chọn. Trong này nó phân ra này, outline pen này, outline color này là fill, thì bao gồm ba thuộc tính. Fill là tô bề mặt, đúng không? Outline color là màu của cái đường viền là màu gì. Còn outline pen là độ dày của đường viền nó như thế nào, đường viền liền hay đường viền đứt. Đấy, đại loại là như thế. Bây giờ tôi chỉ cần lấy màu thôi, rồi đánh cho fill. Sau đó nhấp OK. Nhấp OK rồi thì nó sẽ xuất hiện một cái mũi tên đen rất là to như thế này. Và tôi kích vào cái đối tượng màu mẫu thì nó sẽ lấy cái màu mà mình vừa pha đặc biệt đấy sang tô cho cái đối tượng bên kia. Đấy là cách thứ nhất. Đấy là dùng bằng lệnh nhé. Bằng công cụ có không? Bằng công cụ có. Đây, công cụ thì chúng ta sẽ làm này. Chọn cái công cụ gọi là Color Airdrop. Nhìn thấy nó trong hộp công cụ chưa? Nó dưới công cụ hình cái ly ấy. Rồi, ok. Kích vào đây. Sau đó thì mình đưa ra đây, mình kích vào trong cái đối tượng mẫu. Thì sau khi kích xong, nó sẽ đo xong màu và nó chuyển ngay sang thành cái công cụ đổ màu. Và mình đưa sang, mình đổ sang cái hình mà mình muốn nhận. Thế còn muốn đo lại thêm một lần nữa thì mình sẽ lại giữ shift. Thì lúc ấy nó mới lại chuyển sang công cụ đo. Đo xong lại đưa sang. Nhà shift làm cái là nó lại quay sang thành công cụ đổ màu. Và lúc này mình muốn đổ vào đâu thì mình đổ. Thế đấy là nhại màu bằng công cụ nhé. Bây giờ còn một thao tác nữa là làm trực quan luôn. Đây, quan sát cách làm. Đối tượng này của tôi chưa có màu. Tôi muốn nhại cái màu này sang bên này. Thì tôi sẽ làm bằng cách là làm như sau. Nhấp chọn đối tượng có màu, mẫu. Sau đó thì nhấp chuột phải và kéo nó vào vị trí của cái đối tượng kế cận. Để ý đây này. Trong lúc kéo thì chúng ta sẽ chỉ kéo bằng chuột phải nhé. Và chúng ta sẽ thấy rằng có một cái khung màu xanh xanh như thế này thôi. Và trỏ chuột thì là cái mũi tên 4 chiều như thế này. Cho tới khi nào mà cái tâm này bắt đầu vào trong đối tượng kia thì nó chuyển sang thành cái hình tròn có cái chữ thập ở giữa. Giống như là cái kính ngắm của lính bắn tỉa, đúng không? Đấy, nhả chuột ra thì nó sẽ ra cái menu ngữ cảnh. Nó cho phép mình chọn rất là nhiều lựa chọn khác nhau. Move here là kéo cái thằng này thả ra đấy, đúng không? Copy here là thằng này vẫn nằm nguyên nhưng mà nó sẽ tạo ra bản sao tại cái vị trí mới này, đúng không? Copy fill here là lấy màu từ thằng này sang thằng này, đúng không? Copy outline here là lấy cái đường viền để đưa sang bên này. Copy all property thì thằng này có thuộc tính gì thì nó copy hết sang bên này. Đấy, ví dụ như thế. Bây giờ mình chỉ cần copy fill here thôi là nó sẽ lấy màu sang bên này. Như vậy là để nhại màu từ đối tượng nọ sang đối tượng kia thì chúng ta có mấy cách như thế. Cách dùng lệnh, cách dùng công cụ và cách dùng là thao tác trực tiếp. Đấy. Nhưng mà ở đây thì chúng ta vẫn đang nói về cái bề mặt thôi. Còn đối tượng đường viền nó cũng là một đối tượng mà chúng ta cần phải quan tâm chứ. Đó. Từ nãy đến giờ chúng ta vẫn cứ nói là đối tượng vẽ ra có sẵn đường viền màu đen. Đấy, mà chưa có bề mặt. Thế vừa nãy chúng ta tô tùm lum về bề mặt rồi nhưng mà đường viền vẫn cứ màu đen và vẫn như thế thôi. Thì bây giờ tôi muốn tô đường viền có tô được không? Muốn đổi màu đường viền có đổi được không? Muốn làm cho đường viền dày mỏng có làm được không? Thì đây chúng ta sẽ làm như sau. Chọn đối tượng này. Thao tác tô bề mặt thì chúng ta nói rồi, đó là nhấp chuột trái vào những cái ô màu mà chúng ta muốn. Vậy thì đường viền thì chúng ta sẽ dùng chuột phải. Đây,
ví dụ đổi sang màu xanh này nhá. Ok, nhấp chuột phải vào cái ô màu mà chúng ta muốn thì nó sẽ thay đổi màu. Thế thì tô màu bề mặt là một đống thao tác như thế, thế đường viền có làm được như thế không? Có. Đây, muốn làm một cái biến thể khác, nhấp giữ một chút để gọi bảng màu con, sau đó muốn có cái màu nào tô đường viền thì nhấp chuột phải vào đấy. Nhớ nhá, chuột phải là thao tác dành cho màu đường viền. Đấy. Thế còn muốn pha trộn màu trực tiếp có làm được không? Giữ Ctrl, lúc này tôi sẽ kích chuột phải vào cái màu mà tôi muốn thì nó sẽ pha thêm vào cái màu đường viền. Thế còn những cái thao tác lệnh này, công cụ này, thao tác trực tiếp vừa nãy nó đều có cái lựa chọn để cho chúng ta can thiệp vào cái đường viền cả. Ví dụ bây giờ tôi tăng cái đường viền này dày lên độ khoảng 8 point. Ok, được rồi. Bây giờ tôi sẽ lấy cái em hay là lần nữa thì cho nó to 36 đi. Nhìn cho nó hoành tráng. Đây. Thế bây giờ cái hình này bây giờ tôi lại muốn đưa sang đây. Thằng này đang là có một màu vàng chẳng hạn. Bây giờ tôi lặp lại thao tác nhé. Kéo chuột phải này. Sang đây tôi chọn là đây. Copy all property hoặc copy outline here nhé. Copy outline here này. Bây giờ xem kỹ nhé. Đặt hai thằng gần với nhau một tí. Đây, thằng này đường viền màu đen và rất mạnh, đúng không nào? Bây giờ tôi kéo chuột phải này, thả vào đây này, chọn copy outline here này, thì lập tức nó sẽ lấy cái đường viền dày và có cái màu mới pha của thằng bên phải sang thằng bên trái, đúng không? Copy fill here này thì lấy nốt cả cái đường cái đường viền lẫn bề mặt này. Đây, Ctrl Z undo lại hai cái. Và bây giờ chuột phải này thả sang đây này, copy all property này thì nó lấy tất cả các thuộc tính kể cả đường viền lẫn bề mặt luôn. Đấy, ví dụ như thế thì đây là cái cách thao tác mà chúng ta sẽ làm để chúng ta gia giảm xử lý về màu một cách cơ bản. Màu có thể là màu tô gọi là fill hay là màu cho đường viền là outline. Đấy. Và thao tác bằng cách gì cũng được, dùng lệnh cũng được, dùng công cụ cũng được, mà dùng thao tác trực tiếp. Thế riêng về cái công cụ thì tôi nói kỹ hơn một tí như thế này. Khi mà tôi lấy một cái công cụ này tôi đo thì tôi đo được màu, đúng không? Sau đó tôi đưa sang bên đối tượng bên này thì tôi có thể đổ màu sang. Nhưng mà lưu ý là cái lệnh này, cái công cụ này thì nó lại tô vào đâu thì lại tùy vào mình nhé. Mình đặt vào trong này thì là mình tô bề mặt, nhưng nếu mình đặt vào đây đấy, nhìn đây này, cái ô hình vuông này mà kín thì là tô cho bề mặt, nhưng nếu tôi đặt nó vào đúng cái vị trí của đường viền mà nó rỗng ra như này thì nó sẽ báo rằng sẽ tô cho đường viền. Đấy, thì đấy là mấy cái thao tác rất cơ bản để mà chúng ta có thể là làm việc với những cái đối tượng cũng rất là đơn giản, rất là cơ bản ở trong Corel. Đấy, có lẽ là buổi đầu tiên thì chắc là hôm nay chúng ta dừng ở đây để có thể là ôn luyện hoặc là tìm hiểu lại cho nó kỹ. Nhiều quá ngay trong buổi đầu có thể là nó cũng sẽ hơi quá tải. Để nắm vững đi, sau đấy chiều ngày mai chúng ta sẽ nói tiếp sang các vấn đề tiếp theo. Được rồi, bạn nghe điện thoại.